Xin chào các bạn, thì trở lại với cái chuỗi video hướng dẫn dạy quảng cáo đối với của tôi. Thì đây là các bạn có thể liên hệ với tôi qua cái link mô tả phía dưới video. Đây là của tôi, đúng không? Hình ảnh của tôi. Thì làm như thế nào để viết được một mẫu quảng cáo thu hút? Đó là việc mà chúng ta phải trả lời 3 câu hỏi. Tôi được gì? Tức là khi mà khách hàng truy cập vào cái mẫu quảng cáo của chúng ta thì họ trả lời cho câu hỏi là tôi được gì là một. Đấy, sản phẩm và dịch vụ của tôi đó thì cung cấp cho tôi thì có gì khác biệt? Đấy. Làm như thế nào để cho tôi tin? Đó là những câu hỏi mà khách hàng đặt ra, đúng không? Đấy. Và điểm đặc biệt của cái sản phẩm, của cái dịch vụ đó. Đây. Khách hàng sẽ hỏi 3 câu hỏi này. Hỏi 3 câu hỏi này. Và bạn phải đánh bật được cái việc mà sản phẩm của bạn có gì đặc biệt, có gì khác biệt so với cái sản phẩm của người khác. Nó có thể là khác biệt về giá, khác biệt về dịch vụ, khác biệt về chăm sóc sau khi mua cái sản phẩm, có thể là khác biệt về thương hiệu nữa. Đấy, có rất nhiều sự khác biệt khác nhau. Đây là những cái điều mà chúng ta phải làm nổi bật. Vâng. Đây là một cái ví dụ cụ thể về cái mẫu quảng cáo. Chúng ta có thể là thấy là lắp đặt mạng cao quang FPT. Trong đó trả lời cho câu hỏi là tôi được gì? Chính là lợi ích của nó, chính là cao quang siêu tốc 270k trên một tháng. Điểm khác biệt chính là miễn phí lắp đặt, tặng kèm modem wifi. Lợi ích chứng minh, tức là hậu mãi đấy, là hoàn trả cái phí khi mà mạng chậm. Đây thì trong ví dụ này, trong cái ví dụ ban nãy này, ví dụ này thì để trả lời cho câu hỏi mà chúng ta đặt ra. Đấy. Và chúng ta cùng xem lại cái ví dụ này, chúng ta chừng sau chúng ta bắt trước chúng ta làm, học theo chúng ta làm. Ok, sang một cái ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai là ví dụ này, ví dụ là giày nam thời trang. Thì lợi ích của nó là gì? Lợi ích của nó đây. Đấy. Điểm khác biệt là gì? Là chứng minh. Làm sao để cho tôi tự tin? Đấy. Ta hãy cùng phân tích một cái ví dụ thứ ba. Là một cái ví dụ về mua máy tính trả góp. Theo quảng cáo nó được làm như sau. Thứ nhất là tôi được gì? Trả lời câu hỏi tôi được gì của khách hàng. Đó chính là tôi được mua máy tính trả góp. Đấy, chính hãng. Lợi ích có điểm gì khác biệt? Đó là giao hàng miễn phí, an toàn trên toàn quốc, uy tín, chất lượng, trả góp lãi suất chỉ 0%. Và làm sao để tôi tin? Đó là uy tín, chất lượng, hài lòng khách hàng, cam kết chính hãng. Đấy. Vậy thì chúng ta hãy nhìn vào cái mẫu quảng cáo này. Có gì khác biệt? Đó là nó có ghi giá ở trên đây, đúng không? Thì cái việc thêm giá tiền đấy sẽ được mọi người click nhiều hơn. Đấy. Họ biết giá thì sẽ quan tâm tới, nếu giá rẻ thì họ càng quan tâm nữa, đúng không? Lúc đó thì là phải chú ý đến chất lượng. Không phải ta chỉ ta phải mà ta chỉ thôi. Ok. Cuối cùng là ta phải thêm vào một cái câu kêu gọi hành động. Thêm vào câu kêu gọi hành động. Ví dụ là mua ngay chẳng hạn, click ngay, xem ngay, vâng. Đấy. Vậy thì tôi vừa trình bày cho các bạn là cách thức làm như thế nào để mà chúng ta viết được một cái mẫu quảng cáo thu hút. Và hẹn gặp lại các bạn ở trong cái buổi sau.